Hôm nay thì mình sẽ ghé thăm một ngôi chùa cổ ở Cái Bè. Ngôi chùa này thì nó nằm hơi sâu vào vườn một chút. Các bạn thấy là cái đường vào nó rất là nhỏ. Ngôi chùa này là chùa Hội Phước Cổ Tự. Chùa này hiện là đang xây dựng, vẫn chưa hoàn thành, vẫn đang trong quá trình xây dựng, tu sửa lại và nâng cấp cho cái chùa to hơn. Ở ngoài đi vào chúng ta sẽ thấy Phật Quan Âm là bên đây, Phật Quan Âm. Còn phía bên này cái khu vực đang xây dựng. Đây cái chùa chúng ta đây, chùa này là đang xây dựng nhé, cái chùa chính của nó ở là phía sau cái này. Còn rất nhiều cái phải xây dựng lại và chỉnh sửa. Đây có một Phật Di Lặc để tạm ở đây. Hôm nay là vào những ngày rằm lớn của tháng 7 nên người ta đi chùa cũng rất là nhiều. Vì ngôi chùa này nằm hơi sâu một tí nên những người lạ lạ họ sẽ không biết, họ vào đây họ cúng. Thường là họ sẽ đi những cái chùa ở bên ngoài, chùa nó to hoặc là nó nằm ở ngoài đường nó dễ nhìn thấy. Còn những cái chùa này là rất là khó khó để thấy đi vào được. Chúng ta sẽ vào bên trong xem một tí nha. Nhưng chúng ta thấy là ở bên xung quanh này vẫn chưa có cái gì là hoàn thành hết, nhưng bức tượng Phật Di Thích Ca ở đây tự nhiên đã hoàn thành gần xong rồi. Thấy cái background phía sau rất là đẹp, ngồi dưới cây bồ đề lá xanh nhìn tuyệt vời luôn. Thì phía sau cái chỗ đang xây dựng mới này chính là cái chùa cũ của nó. Đây cái chùa cũ có cái số nhà nữa nè. Nếu các bạn các anh chị nào muốn đóng góp để xây chùa thì có thể vào địa chỉ này để đóng góp nha. Chùa này vẫn đang xây dựng. Đây là cái chùa cũ của ở đây. Nói chung là chùa cũ này khá là nhỏ. Ở đây thờ Phật Thích Ca là nhiều, đa số là Phật Thích Ca. Vì cái chùa này quy mô nó khá là nhỏ nên mình thấy sư cũng rất là ít. Mình nghĩ là khi xây cái chùa lớn lên thì họ sẽ có nhiều nhà sư hơn. Ở đây trưng bày cũng khá là đơn giản, không quá cầu kỳ như cái chùa khác. Và ở trong khu vực này thì cách đó khoảng vài trăm mét thì cũng có một ngôi chùa nhỏ giống như cái chùa nãy. Nhưng cái chùa này thì họ cũng để về luôn, họ có không có xây dựng mới. Chùa này là chùa Quan Âm, vẫn ở thị trấn Cái Bè luôn. Nội cái khu vực Cái Bè là rất là nhiều chùa. Nếu mà các bạn nào muốn đi gọi là đi 10 cảnh chùa thì đi khu vực Cái Bè mình nghĩ là đủ luôn á. Rất là nhiều chùa lớn nhỏ ở đây. Chùa này thì nó cũng diện tích nó cũng tầm tầm như cái chùa lúc nãy, nhưng mà ở đây thì cửa sổ nó nhiều hơn, nhìn nó sáng hơn bên kia. Biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.